Hello, em Đức Kiêu xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh đồng hồ Đức Kiêu Channel TV. Và trong phiên phát sóng ngày hôm nay thì bên em lại mới về thêm một số sản phẩm lại mới cập bến shop trong phiên ngày hôm nay. Rất nhiều những sản phẩm độc đáo và chất lượng và giá trị được các bác ủng hộ cũng như là săn đón nhiệt tình, thì hàng mới về đẹp tuyển chọn nhé các bác nhé. Đấy, em sẽ lên review kỹ từng mẫu sản phẩm một cho các bác mình cùng chơi, cùng chiêm ngưỡng và cùng lựa chọn những sản phẩm của shop trong phiên ngày hôm nay. Và chiếc đồng hồ đầu tiên em giới thiệu nha các bác nhé, trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ thương hiệu Hublot này. Đấy. Đấy. Chiếc đồng hồ thương hiệu Hublot, phiên bản này là phiên bản đời mới các bác nhé, đính phun đá. Và cái dòng này của nó là dòng siêu cấp thôi các bác, dòng siêu cấp Red 11 các bác nhé. Đấy. Máy cơ tự động, dòng siêu cấp Red 11 các bác nhìn cái máy của nó này. Đấy chưa? Máy của nó là máy tự động, đấy, búa xoáy nhá. Đấy, dòng của nó dòng siêu cấp với máy cũng rất là ổn, ổn áp và chất lượng các bác. Đấy. Đặc biệt là cái niềng đính phun đá đẹp lắm. Đấy, niềng đính phun đá này với những cái con ốc này rất là khỏe khoắn. Kết hợp với cả bộ chân càng cũng đính phun đá luôn. Đấy. Đâm ra là nhìn cái phần niềng và phần chân càng vành của chiếc đồng hồ rất là sáng và bắt mắt ạ. Đó, một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Hublot. Size chiếc này size 45. Size 45 không tính đúng các bác nhá. Đấy, một phiên bản hàng siêu cấp Red 11, máy tự động automatic mặt đen với thiết kế 3 kim. Một ô lịch cóc 3 giờ, các cọc số thiết kế ánh bạch kim nổi. Phần kim dây của nó đuôi là thương hiệu Hublot này. Đấy. Đấy. Vỏ thép inox sáng bóng các bác nhá, dây khóa là dây khóa bấm. Đó, dây thì các bác luồn cái dây vào đây. Đấy, luồn cái dây vào đây nhá. Đấy, thì mình luồn vào đến size tay của mình như thế nào, xong mình bấm lỗ vào. Đấy, xong rồi dùng cái này bấm lại. Đấy. Đấy. Rất là dễ dàng sử dụng. Chiếc này size 45 nhá. Đó, mã 1 trong phiên ngày hôm nay em để cho bác là 1,5 triệu. 1,5 triệu các bác ạ. Em lên tay này, nhìn nó đeo nó sang trọng lắm các bác. Nhìn nó rất là sáng và sang trọng tay nhá. Thấy chưa? Các bác nhìn thấy tay em đeo rất là đẹp, sáng và sang trọng. Zin nguyên hết. Đấy. Khóa này, dây khóa này. Đấy. Dây là dây cao su các bác nhé. Khóa là khóa Hublot, khóa bướm, khóa bấm. Đó. 1,500,000 đồng chốt cho em mã 1 trong phiên ngày hôm nay. Đó. Tiếp theo em lên mã số 2. Mã số 2 là một chiếc đồng hồ thương hiệu Enika. Một chiếc đồng hồ Enika đến từ Thụy Sĩ các bác. Chiếc này là phiên bản cổ các bác nhé. Size mặt của chiếc Enika là size 34.5. Size mặt là 34.5 không tính đúng ạ. Đó, mặt thiết kế mặt trắng 3 kim, các cọc số mạ vàng nổi. Đấy, rất là bắt sáng. Đấy. Bọc vàng 20 micron các bác nhá, đằng sau nó có chuyện nữa. Bọc vàng 20 micron. Đấy là thép inox này, stainless steel. Đấy. Chiếc đồng hồ thương hiệu Setina cũng là một trong những dòng đồng hồ nổi tiếng trên thị trường thế giới các bác, đặc biệt là những cái phiên bản cổ này. Đấy, size của nó 34.5 nhá. Đi kèm với chiếc đồng hồ là một bộ dây lụa mạ vàng có khóa bấm. Đấy. Một bộ dây lụa mạ vàng Maruman hãng của Nhật. Em lên tay các bác xem nhá. Đấy, chiếc này thì nó được thiết kế theo kiểu dáng đấy, mỏng, đẹp, nhẹ nhàng. Và thứ hai là phong cách của nó phong tròn cổ điển classic với bốn chân càng thẳng dài các bác nhá. Đấy, chiếc đồng hồ Setina. Máy hiện tại đang chạy máy cơ cót 17G. Đấy, lên cót phụ, lên cót tay rất là nhẹ nhàng. Đấy, Setila chính hãng, thương hiệu Thụy Sĩ cổ. Đấy, chốt cho em mã số 2 cho chiếc Setina ngày hôm nay. Mã số 2 em để là 1,600,000 đồng nhá. 1,600,000 đồng. Đấy, cho cái phiên bản Thụy Sĩ này. Máy cơ cót bọc vàng, đẹp, to, sáng kính cong. Dây là dây lụa mạ vàng. Chốt cho em mã 2 cho chiếc Setina 1,6 triệu. Tiếp theo em lên mã số 3. Mã số 3 trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Rado phiên bản Golden Store Sport các bác nhá. Đấy, rất là hiếm có những chiếc đồng hồ Rado mà là những cái phiên bản liềng băm thế này các bác. Đấy. Phiên bản này là phiên bản Rado liềng băm. Đấy, Rado của nó là phiên bản này là Golden Store Sport. Dòng Sport thì bao giờ cái niềng của nó là liềng băm khía. Đấy, băm khía quanh viền tạo điểm nhấn rất là hay nhá. Đấy.
Bình thường thì ngoài những cái phiên bản Jado mặt trắng hoặc là những cái phiên bản mặt bát úp ra đó, thì còn có những cái phiên bản liềng băm sòng sport này. Đấy, cổ điển mà thiết kế rất là đẹp. Các bác nhìn thấy cái phần niềng vành băm này. Bao giờ những chiếc đồng hồ mà được thiết kế niềng vành băm nhá, đấy, vành băm khía hoặc là đính đá, nó cũng sẽ mang lại những cái trải nghiệm, những cái cảm giác khi đeo nó độc đáo các bác. Độc đáo và nổi bật trên tay, nó là những cái điểm nhấn. Chiếc này máy cơ tự động 30 chân kính nhá, Rado máy tự động 30 chân kính nhá. Đấy, mặt trắng trải tia từ tâm, bắt ánh sáng đẹp, ba kim một ô lịch, góc 3 giờ, kính zin có lúp soi các bác. Đấy, một chiếc đồng hồ Rado. Chiếc này thì dây khóa không zin các bác nhé, để em tả rất là kỹ. Đấy, bộ dây không zin nhưng mà sự lắp vào đồng hồ nó rất là đẹp. Đấy. Đấy, dây là của hãng Elite. Đấy, dây của hãng Elite. Đấy, bộ dây không zin nhưng mà các bác nhìn thấy cái bộ dây của nó. Đấy, với thiết kế các cái mắt xích như kiểu là các cái đường gân nổi ấy. Đấy, nhìn trông nó rất là khỏe khoắn, nó rất là hợp với cái chiếc đồng hồ này. Size mặt của chiếc Rado là size 36 các bác nhé. Đấy, đặc biệt là cái phiên bản thể thao này thì niềng của nó liềng băm khía nổi, to đẹp và size to. Đó, một ô lịch, góc 3 giờ, kính zin. Đấy, dòng này các bác nhìn lên tay này, nó không những đồng hồ nó to đẹp đâu mà cái bộ dây này, đó, dây không phải dây zin nhưng mà lên tay các cái đường vân nổi nhá. Đấy, các bác nhìn này, dây thì rất là dài rồi. Đấy, em đeo còn thừa rộng một khoảng rất là dài. Đấy, đeo lên tay nó phối vào đồng hồ rất là đẹp các bác. Đấy, các cái đường vân gân nổi tạo điểm nhấn cho chiếc đồng hồ thêm rất nhiều. Đấy, size to, vỏ đẹp, liềng bắp khía, máy cửa automatic 30G. Đấy, chiếc Rado phiên bản dòng 2 cá ngựa vàng, dòng sport. Đấy, cổ điển đỉnh cao. Mã số 3 cho chiếc Rado nhá, trong phiên ngày hôm nay chốt cho em mã số 3 là 2.8 triệu các bác, 2.800.000 đồng. Đó, các cái mặt hàng em thì các bác cứ đi tham khảo thoải mái nhé. Đó, các cái đơn vị khác mà đấy, cảm thấy giá hợp lý và đồng hồ chất lượng tốt có duyên thì mình giao lưu ạ. Đấy, nhà em là giá những cái mức giá rất là cân đối rồi các bác nhé. Đấy. Đấy, hàng là hàng đẹp, hàng chuẩn, bao zin luôn. Đó, và em bán mô tả cực kỳ kỹ. Đó, những cái sản phẩm em lên thì toàn dành ra một vài phút để em mô tả nhé. Đó, không phải là mô tả theo kiểu nhanh như ăn cướp như bán mớ rau ngoài chợ đâu các bác. Bán hàng rất cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu. Và các bác nào mà xem video bên em mà còn chưa rõ về thông tin sản phẩm thì các bác hãy liên hệ hoặc là kết bạn qua Zalo nhé. Đấy, bên em sẽ tư vấn thêm. Chiếc Rado mã 3 ngày hôm nay em để là 2.8 triệu nhé. Chốt cho em chiếc Rado. Đấy, cái dòng thương hiệu rất là quen thuộc và nổi tiếng trên thị trường Thụy Sĩ. Tiếp theo mạ 4 ạ. Mạ 4 ngày hôm nay em lên một chiếc đồng hồ Citizen nhé. Một chiếc đồng hồ Citizen phiên bản 7 King này. Đấy, cái phiên bản Citizen 7 King dòng C7 này là nó quá là huyền thoại đặc trưng rồi. Đấy, thiết kế của nó là có hai ô lịch, một ô lịch tài góc 3 giờ và một ô lịch thượng góc 12 giờ nhá. Đấy, dưới là phiên logo thương hiệu Citizen Crystal 7. Đấy, cái logo thương hiệu dòng vương miệng C7 đấy nằm ở trong này. Đấy, lúm zin các bác nhé, lúm zin luôn, CTZ. Đấy, nước vỏ bọc vàng, sáng kính cong, đáy logo, đấy, cũng logo vương miệng đặt trong số 7. Đấy, cái dòng này nó quá là quen thuộc rồi các bác. Đấy, đẹp các bác, nước bọc vàng, sáng mới, kính cong, mặt trắng chảy tia. Size mặt của chiếc Citizen là size 34.5 các bác. Đấy, gần 35. Size to, vỏ đẹp, nước bọc vàng, sáng mới, mặt trắng chảy tia. Thiết kế logo các cọc số cùng với bộ lịch, bộ kim trên nền mặt đấy, mang tới sự trải nghiệm đấy, rất đẹp mắt và cực kỳ cuốn hút. Đeo lên tay nó nhẹ nhàng đơn giản này các bác nhìn này. Đấy, đeo những chiếc đồng hồ trên tay thì nó không cầu kỳ, không hoa mỹ đấy, thường là mang những cái tính chất, những cái nét đẹp đấy, đơn giản, nhẹ nhàng, thanh nhã. Các bác nhìn này, em lên tay đã đẹp chưa đấy, những cái chiếc đồng hồ, cái nước vỏ bọc vàng nó mới, sáng, kính cong như thế này mà các bác mặc đồ phối sơ mi hoặc là phối với cả đấy, quần jean, áo phông đều ok hết nhá. Đấy, cái phiên bản nó đơn giản, nó phối đồ dễ lắm. Các bác mặc hầu như mặc gì, đeo đồng hồ lên tay cũng đẹp luôn ạ. Ở đây toàn là những chiếc đồng hồ cổ chính hãng các bác nhá. Đấy, thương hiệu Citizen của Nhật, Made in Japan, chính hãng. Đó, không chuẩn, không đẹp, không lấy tiền.
Đấy, không zin giả lại hàng luôn. Ok chưa các bác? Đấy, chiếc này máy tự động automatic nhá, máy tự động automatic mã 4 cho chiếc Citizen ngày hôm nay. Đấy, bọc vàng mới nguyên củ, dây là dây da bò dập vân cả sấu, khóa là khóa mạ vàng. Mã 4 ngày hôm nay cho chiếc Citizen. Đẹp mới. Đấy. Nói chung là những cái sản phẩm loanh quanh bên em lên giao lưu với các bác. Đấy, đồng hồ, toàn đồng hồ chất lượng tốt mà giá chỉ loanh quanh 1-3 triệu thôi các bác. Đấy. Nó rất là dễ chơi. Đấy, thứ nhất là rất là dễ chơi, và thứ hai là đấy, các bác có điều kiện chơi được mà ít tiền cũng chơi được. Đó. Đấy, mình nhiều tiền thì mình xem những mẫu đắt hơn, mình ít tiền thì mình có thể lựa chọn một chiếc đồng hồ đeo trên tay mỗi khi đi làm. Đó, trước này em bị để cho bác mã 4 là 1.600.000 đó. 1.600.000 đồng cho chiếc Citizen này, máy của nó máy tự động chính hãng, máy tự động automatic chính hãng các bác nhé. Đấy, của dòng Citizen. Mã 4 cho em 1.600.000. Tiếp theo mã 5 trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ One Time. Đấy, chiếc One Time phiên bản Vacuum các bác nhé, một chiếc One Time phiên bản Vacuum. Đó, dòng này của nó là dòng thiết kế hai cái logo này các bác này, hai cái miếng này ở trên này, trên và phần 12 giờ và góc 6 giờ. Đó là hai cái miếng cạp gôn các bác nhé, là phủ một lớp vàng rất là dày. Đấy, cạp gôn vàng đúc phủ một lớp vàng. Size mặt của chiếc đồng hồ là size 35 các bác. Size 35. Size mặt là 35.5 không tính núm. Đấy. Một chiếc đồng hồ One Time chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Một chiếc đồng hồ One Time chính hãng đến từ Thụy Sĩ phiên bản Vacuum các bác nhá, automatic Vacuum. Đó, vỏ là thép inox. Đấy, vỏ thép inox sáng bóng toàn thân. Stainless steel back. Đấy, sáng bóng toàn thân. Đấy, cái phiên bản dòng Vacuum này là dòng đặc trưng của hai cái logo miếng vàng ở góc 6 giờ và góc 12 giờ này các bác này. Đấy, nó phủ lớp vàng rất là dày các bác nhá. Đấy, nó như là một miếng vàng vàng cạp vào ấy. Đấy, điểm nhấn tạo nên chiếc đồng hồ này. Form là form vuông, size 35.5. Mặt là mặt tròn, mặt thiết kế mặt màu ngà các bác nhé. Đấy, mặt màu ngà. 3 kim, 1-2 ô cửa lịch góc 3 giờ. Đấy. Size to lắm các bác, em lên tay này. Đấy, lên tay cho các bác xem. Đấy. Cái phiên bản này không hề rẻ đâu các bác. Những cái phiên bản này, phiên bản dòng sưu tầm nhá, không hề rẻ đâu. Đấy. Lên tay cho các bác xem, chất. Đấy, máy cơ tự động nha các bác nhá. Chiếc này máy cơ tự động logo thương hiệu One Time góc 12 giờ. Đấy, và góc 6 giờ. Phiên bản Vacuum automatic, máy tự động hỗ trợ cót tay. Đó, đồng hồ Zinon nguyên bản. Trừ dây là bộ dây chun. Bộ dây chun, đấy, co giãn. Đấy, dây chun đi thèm với đồng hồ từ bên kia gửi về. Đó, em mua như này em bán cho các bác nguyên bộ như vậy nhá. Chiếc này mã số 5, em để là 2.200.000 ạ. Mã số 5 cho chiếc One Time ngày hôm nay 2.200.000 các bác nhé. Đấy, chốt cho em phiên bản Vacuum. Vacuum ngày hôm nay mã 6 ạ. Mã 6 giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ thương hiệu Whitnauer. Đấy, Whitnauer một thương hiệu rất là nổi tiếng. Một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường đồng hồ Thụy Sĩ nhá. Đó, dòng thương hiệu này là dòng thương hiệu anh em nhà Long Zin các bác. Đấy, Whitnauer anh em nhà Long Zin. Với cái mặt số của nó thiết kế rất là độc đáo, các bác có thể nhìn kỹ em quay. Đó, mặt trải tia từ tâm. Đấy, với những cái tia đậm nổi và tia đấy, tia in hình luôn ở trên mặt các bác nhìn này. Nó in sâu vào nền mặt luôn. Đó. Đấy, trải tia trục tung hoành bốn phương tám hướng. Phun tia từ tâm. Rất đẹp và rất độc đáo nhá. Đấy, kết hợp cùng với cọc số đôi mạ vàng và cọc số học trò 36912 tạo nên một bộ cái bộ nền mặt số. Đấy, mang thiên hướng theo phong cách nghệ thuật. Đó, đặc biệt là chiếc này bọc vàng toàn thân nữa các bác nhé. Đấy, đằng sau đáy bọc vàng 10k gold fill toàn thân này. Đấy, 10k gold fill toàn thân. Đấy, bọc vàng toàn thân. Đấy, em đo sai. Size mặt của chiếc đồng hồ là size 31.5 các bác, size 31.5. Máy cơ cót. Phiên bản này máy cơ cót nhá. Chính hãng đến từ Thụy Sĩ, các bác lên cót tay rất nhẹ. Đó, các bác lên khoảng 20-30 vòng mỗi ngày thì nó chạy tít mù luôn và giữ cót tầm 30 tiếng đổ lại. Đấy. Một ngày hơn một ngày cơ. Đấy,
cái phiên bản đồng hồ lên cót ấy, đeo thì thường thường nhắc các bác là xài đồng hồ và sử dụng mỗi ngày. Còn những phiên bản cơ thì không cần phải lên cót đâu, các bác lắc là nó chạy. Thương hiệu rất là mạnh, thuộc thương hiệu anh em nhà Long Jin, Whitnower, logo 12 giờ. Mặt số thiết kế rất độc đáo, bọc vàng toàn thân các bác nhé, đặc biệt là bọc vàng toàn thân. Đấy, mẫu mẫu cổ này thì size của nó có 31.5 thôi. Đấy, em lên tay cho các bác xem. Bác nào tận tay nhỏ thì các bác chốt nhá. Chốt cho em trước Whitlower ngày hôm nay mã số 6 ạ. Mã số 6 em để cho các bác là 2.3 triệu. 2.300.000 đồng nhá, bọc toàn thân. Đó. Bình thường mà những chiếc bọc toàn thân này đắt đấy, không rẻ đâu các bác. Đấy, máy cơ cót của nó mà đầy trắng phải tầm khoảng 2 triệu rồi. Đấy, bọc toàn thân như này. Thương hiệu mạnh nhá. Chốt cho em mã số 6 ạ, cho chiếc Whitlower là 2.3 triệu. Tiếp theo em lên mã 7. Mã 7 ngày hôm nay là một chiếc Senko quân đội các bác, một chiếc Senko quân đội nhá, mặt xanh. Mặt xanh. Size mặt của chiếc đồng hồ là size 36.5. Đấy. Phiên bản này size 36.5 ạ, không phải size 42 đâu các bác nhá. Đấy, bản này là bản size nhỏ. Đó. Cho các bác xem máy của nó. Đấy, Senko chính hãng nhá. Bản Senko quân đội thì nó có hai bản các bác. Một của nó là Made in Japan, là phiên bản nội địa. Hai là dòng xuất. Đấy, dòng Malaysia. Đấy, phiên bản này là xuất sang Malaysia các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ triện thêm cái chữ Malaysia vào đây. Nó vẫn là chính hãng các bác. Đấy, nhưng mà nó là bản xuất dealer ra các nước khác. Đấy. Xuất nước nào nó triện nước đấy các bác. Đấy, chính hãng. Em bao chuẩn cho các bác đi, check thoải mái luôn. Đó, dây của nó là dây da dù nhá. Đấy, dây da dù màu xanh. Đấy, dây dù màu xanh quân đội. Đấy, thiết kế 3 kim 2 ô lịch cốc 3 giờ, bộ kim cọc số dạng quang. Đó, những cái phiên bản này nó bền lắm các bác. Những cái phiên bản quân đội này nó cực kỳ bền đấy. Các nhìn thấy vỏ của nó là vỏ thép. Đấy, thép là thép 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 nhám các bác nhá. Đấy, vỏ thép vân của nó vân nhám. Đấy. Đấy, máy cơ tự động automatic. Đấy, Senko Timecos 7S26C, máy 21 chân kính ạ, Trust1 21G. Đấy. Chiếc Senko phiên bản quân đội ngày hôm nay. Size của nó là 36.5 các bác, em lên tay này. Lên tay các bác xem. Đấy. Hàng này hàng xưa đã qua sử dụng, cái mặt kính của nó hơi bị xước một chút các bác nhá. Đấy. Thì em để là 1.200.000. 1.200.000 đồng, chốt cho em mã 7. Đấy, mặt kính nó hơi xước. Hơi xước răm một chút. Hàng cũ mà không tránh khỏi các bác. Đấy. Em để cho các bác 1.200.000 nhá, chính hãng. Dây da dù màu xanh đi kèm với chiếc đồng hồ luôn ạ, cả mặt nữa. Đấy, nhìn trông rất là hợp tỉ. Đấy, cái phiên bản này nó bền lắm các bác, bền lắm. Đấy, chốt cho em mã 7 ngày hôm nay nhá, 1.200.000 cho phiên bản Senko. Tiếp theo mã 8 ạ. Mã 8 em cũng lên một chiếc Senko khác các bác nhá. Chiếc này là máy của nó là máy pin. Máy pin dòng Chronograph 3 lùng 6 kim. Đấy, chiếc Senko dòng Chro 3 lùng 6 kim. Size mặt của chiếc này là size 46, size rất to các bạn. Đấy, chiếc này được cái size to. Đấy, thang đo thích ly meter. Máy pin dòng Cholo để bấm này. Đấy, bấm là kim dây nó chạy các bác nhá. Đấy, thích thì dừng. Dừng luôn. Đúng không? Đấy, về vị trí. Đấy. Và kim dây này của nó, kim dây rốn nó vẫn đang chạy này. Đấy. Khi nào mình thích kim đỏ chạy thì mình bấm nút trên. Đấy, chiếc Senko đo giờ đo thể thao phiên bản chính hãng của Nhật, size 45 các bác nhá, size rất to đùng luôn. Đấy, mặt đen, thiết kế 3 lùm 6 kim, một ô lịch cóc 3 giờ. Đấy, bộ kim dạng quang, em lên tay các bác xem. Đấy, chiếc Senko size to các bác nhá, size to. Đấy, vỏ đẹp, chạy máy pin. Em để tri ân cho các bác phiên ngày hôm nay với mức giá siêu siêu tốt ạ, 600 thôi các bác nhá. Ok chưa? 600, chốt cho em mã số 7. Đấy, trong phiên ngày hôm nay. Đấy, toàn những chiếc đồng hồ chính hãng, hàng thương hiệu xịn top thị trường Nhật. Đấy. Cơ thì bán hơn 1 triệu, pin thì bán 5-600. Đấy. Chốt cho em mã 7 nhá. Mã 8 ạ, trong phiên ngày hôm nay. Đấy, 600. Tiếp theo em lên mã 9 ạ. Mã 9 là hôm nay là một bộ dây thắt lưng các bác nhá. Bộ dây thắt lưng của hãng Louis Vuitton. Đấy. Bộ này cũng là nó là dòng siêu cấp thôi các bác. Đấy.
xịn thì không cái giá mấy trăm đâu các bác nhá. Đấy, em cũng nói thẳng luôn ạ, nhưng mà dây này nó là dây chất lượng. Đấy, nó là dây tốt. Các bác cầm trực tiếp thực tế ở ngoài ạ. Các bác sẽ cảm nhận được những cái mặt của nó rất là nặng, dày, đầm đặc trịch luôn. Mạ phun vàng. Mạ phun vàng các bác nhá. Đấy, logo Louis Vuitton. Đấy, cái da của nó chất liệu là da bò. Đấy, da bò mềm mịn. Đấy, cực kỳ mềm mịn. Cái bộ dây này các bác đeo khoảng chục năm vô tư nhá. Đấy, các bác nhìn sờ vào cái chất da của nó rất là dày, dặn chắc chắn, mềm mịn. Đấy. Và đặc biệt là những cái phiên bản này thì các bác luồn vào ấy, các bác xỏ vào đến đây nó có các cái nấc này. Đấy. Đấy, cái này không phải cần phải bấm nhá các bác nhá. Đấy, nó có các cái nấc này để giữ này. Đấy, giữ chốt. Cho nên là các bác chỉ cần luồn vào, các bác xỏ vào nó không cần phải dùng chốt. Đấy. Chốt như kiểu chốt đồng hồ mình cài khóa vào đâu. Đấy, nó có các cái lỗ ở đây, mình chỉ cần luồn qua đây mình bấm khạch phát đến đoạn nào các bác vừa cái bụng mình thì các bác dừng lại nhá. Đấy. Dây bộ dây của Nam các bác, bộ dây da bò. Đấy. Đấy, dây da bò cực xịn hãng LV, phiên bản siêu cấp. Rất bền bỉ, rất đẹp và mới nhá các bác nhá. Đấy. Các cầm trên tay trực tiếp sờ ngoài cảm nhận được cái chất lượng của sản phẩm. Đó. Trong phiên ngày hôm nay em để cho các bác sợi dây này 800 nhá. 800. Đó, các bác đi ra ngoài thì không có mức giá này đâu các bác ạ. 800 chốt cho em mã số 9 ạ. Mã 9 này. Mặt Louis Vuitton. Đẹp, cả dây cả mặt rất đẹp nhá. Đấy, em tự tin khẳng định với các bác dùng chục năm không thể hỏng được vì cái dây này nó rất là bền. Đó, nó bền, nó mềm mịn lắm. Đấy, nó dày dặn chắc chắn. Mặt của nó thiết kế mạ phun vàng đẹp như thế này. Đấy. Chốt cho em mã số 9 nhá, cho bộ dây thắt lưng ạ. Đấy, để cho các bác là 800. Tiếp theo mã 10. Mã 10 ngày hôm nay em lên một sản phẩm mặt dây chuyền nhá. Đấy, đi đến những món trang sức đi các bác. Đấy. Một mặt dây chuyền hàng ngoại. Cái này là hình cây thành giá các bác. Đấy, các bác nhìn thấy không? Như cái sản phẩm hàng ngoại bao giờ nó thiết kế cũng rất là đẹp nhá. Đấy. Từng đường nét, từng họa tiết chi tiết khắc đậm, sâu và rất nổi khối. Đó, các bác nhìn thấy ạ, cái cây thành giá ở bốn đầu bốn góc này. Nó không phải thiết kế theo kiểu phong cách là hai đường, đấy, một đường thẳng và một đường ngang rẽ sang, mà nó còn các cái họa tiết cổ này. Các bác nhìn này, các cái họa tiết cổ bốn đầu này, đấy, họa tiết cổ hình xoăn, đằng sau khắc một đống chữ này. Đấy, hãng Chrome Hertz nhá, đây là của hãng Chrome Hertz. Đấy, Sterling bạc đúc hàng xưa, đấy, bạc cổ hàng xưa. Đấy, cái mặt cây thành giá này đẹp lắm, dành cho các bác nào kiểu hay đi theo đạo ấy. Đó. Đạo Thiên Chúa các bác hay đeo hình cây thánh giá hoặc là đeo chúa. Đấy. Đấy, nó là những cái sản phẩm, đấy, biểu tượng đặc trưng cho các bác hay đi theo đạo. Em đo kích thước nhá. Kích thước mặt dây chuyền này là vào khoảng 5/8 các bác. Dài 5/8 nhá, ngang là 4/2. Đó, 5/8 x 4/2 cũng rất là khá là nặng bạc đấy. Đấy, bạc cổ, bạc xưa đấy các bác. Đẹp lắm, những cái món trang sức hàng ngoại. Đấy. Các bác chơi sưu tầm, chốt cho em mặt dây chuyền ngày hôm nay nhá. 900 các bác. 900 chốt cho em mã số 10. Đó. Mặt hàng này của hãng các bác nhá, hàng của hãng. Đấy, và hàng ngoại, hàng xưa bao giờ nó cũng rất là đẹp và đắt, không rẻ đâu. Đấy, các bác nhìn xem nó cái màu của nó còn lên cái tít đỉa đen đen này này. Đấy. Đấy, các họa tiết rất nổi đẹp nhá. Đấy. Các bác chơi những cái món trang sức bằng vàng bạc nó không bao giờ nó mất giá theo thời gian đâu, mất giá trị điệu. Đấy. Đấy. Thậm chí là các bác mua vàng bên em mà từ những năm ngoái, năm kia, năm nữa thì bây giờ các bác bán là lãi cả một đống luôn. Đấy, nhiều các bác là cứ dình em mua vàng là hồi đấy bán có 25, 26. Đấy, bây giờ các bác bán đi lấu không cũng phải tầm 30, 31 rồi. Đó, đấy là đi lấu vàng đấy, còn chưa tính đến bán giá thành phẩm. Đó, đã lãi cả một đống rồi. Đấy, cho nên là chơi những cái đồ này nó là những cái đồ gọi là tích của, tích tài sản các bác. Đấy, nó chả mất đi đâu được, nó là đồ chơi. Đấy, nhưng mà lại ra tiền nhá. Đấy. Đấy. Đấy, chốt cho em mã 10 nhá, trong phiên ngày hôm nay cho mặt dây chuyền cây thành giá này. Em để cho các bác là 900. Rồi, tiếp theo em lên mã 11 nhá.
Mã 11 ngày hôm nay cho các bác là một sản phẩm mặt dây chuyền rất độc đáo khác. Đó. Mặt này thì là một mặt thì ruby thiên nhiên, hàng nguyên khối các bác nhá. Ruby nguyên khối thiên nhiên đúc tạc hai mặt. Đấy. Long châu nhả ngọc. Đấy, các bác nhìn này, long châu nhả ngọc và long châu đang cuộn ngọc. Đấy, đang một tay cầm ngọc và một tay phun ngọc. Đấy chưa? Mà biểu tượng của linh vật rồng thì các bác biết rồi. Họ linh vật rồng ngày xưa là biểu tượng của đấng tối cao trên bầu trời, được lấy hình tượng là cho các nhà vua. Đấy, nhà vua là ngày xưa là hay một là mặc áo long bào, đội mũ hoàng bào. Đấy. Cái biểu tượng linh vật rồng rất là nổi tiếng mạnh mẽ trên bầu trời các bác nhé. Đẹp lắm. Đấy, bọc bạc xung quanh. Đấy, bọc bạc lại còn hình hai hình đầu rồng nữa các bác, hai hình rồng. Đấy, lại tiếp tục tranh châu, tranh một cái viên đá ở chính giữa này. Đấy, một cái mặt này để đính bọc rồng này, xong rồi lại mặt rồng nữa các bác, rất nhiều rồng nhá. Đấy, cho nên là bác nào mà cứ tầm tuổi thìn đấy. Đấy, bác nào tiên long tuổi thìn là các bác phải chốt ngay cho em mấy cái mặt này ngay. Đấy, kích thước chiều dài là gần 5 phân các bác, chiều dài gần 5 phân, ngang là 4 phân 2. Đấy. Dài là gần 5 phân, ngang là 4 phân 2. Cái viên đá này nó nặng lắm các bác ạ. Đấy, một viên đá ruby thiên nhiên hàng nguyên khối nhá. Đấy, màu nó màu đỏ, đẹp. Đấy. Chạm hai mặt luôn, chạm tứ diện, chạm khắc hai mặt. Đấy. Đấy. Nhả ngọc này, tay cầm ngọc này. Đấy. Long châu nhả ngọc và cầm ngọc. Hai bên phần bo viền là thiết kế bọc bạc hình rồng. Đấy. Đang ôm lấy cụ rồng ở chính giữa. Đấy, cụ rồng mặt đá chính giữa và tranh cái viên châu, viên đá ở trên này và đầu móc đeo. Đó, các bác xài mua những cái mặt hàng này về mà mình xài ấy. Đó, mình có những bộ dây rồi mình lắp thêm cái mặt này vào nữa thì đeo lên cổ hết ý luôn các bác nhá. Đó, tuyệt đẹp, kịch độc. Đấy, bây giờ mà cái tiền công mà đi bọc cái sản phẩm này thôi các bác, tiền bạc và tiền công đã mất bao tiền rồi, chưa tính cái mặt ruby rồng này các bác nhé. Đấy, mặt ruby rồng to đẹp thế này, nặng trịch. Đấy. Đấy, kích thước dài 5 phân, ngang là 4 phân 2. Đấy. Móc đeo chất liệu bạc đúc. Mặt dây chuyền ngày hôm nay nhá, mã số 11 ạ. Mã 11 em để cho các bác là 2.800.000 ạ. 2.800.000 các bác nhá. Đấy, chốt cho em mã 11 riêng nguyên cái cụ rồng ruby này đã bao tiền rồi các bác, vừa to vừa đẹp vừa nặng thế này, lại còn bọc bạc nữa. Đó, cái món đồ đấy, đã qua sử dụng nên là các bác mua được những cái mức giá rất là tốt nhá. Đấy, chốt cho em mã số 11 là 2.800.000 ạ. Em lên mã 12. Mã 12 ngày hôm nay là một chiếc bút tốc của Nga các bác nhá. Đó, chiếc này về thì gọi là đẹp mới xuất sắc luôn ạ. Đấy, các bác mà mua chiếc này của bên em thì các bác miễn chê. Đấy. Các bác mua chiếc này về các bác đeo lên tay thì miễn chê, miễn bàn. Đấy. Cái phiên bản cổ mà nó đẹp. Đấy. Nó đơn giản, nó nhẹ nhàng và đặc biệt là nó rẻ nữa các bác. Rẻ bèo. Đấy. Hơn triệu thôi các bác, hơn triệu các bác sở hữu chiếc đồng hồ Bostock của Nga. Đấy. Bostock theo tiếng của Nga, tiếng nội địa. Đấy. Bostock được gọi là dịch theo tiếng Việt là con tàu phương Đông các bác nhá. Đấy. Con tàu phương Đông Bostock. Size mặt là 34 các bác nhá. Size 34 không tính núm này, mặt trắng trải tia. Đấy, trải ánh tia bắt sáng trên nền mặt rất số rất đẹp. Đó, thiết kế 3 kim 1 ô lịch góc 3 giờ. Đó. Máy cơ cót 18G. Đằng dưới đáy là made in CCCB. Đó, các bác nhìn thấy nước vỏ bọc vàng đẹp, không bén cạnh luôn, không tí vết luôn. Đấy chưa? Đằng sau đáy chuyện khắc toàn chữ Nga. Đấy, núm zin. Đó, nguyên bản. Đấy, vỏ bọc vàng. Đấy, máy cơ cót 18G. Bác nào mà chốt những cái đơn hàng bên em ấy mà đồng hồ mà chưa có dây thì em sẽ hỗ trợ các bác lắp dây. Còn tất nhiên là đồng hồ thì để shop trước khi gửi hàng thì đều kiểm tra máy móc. Đấy, chuẩn chỉ, căn chỉnh chuẩn chỉ. Đấy, test kỹ trước khi gửi hàng nên các bác yên tâm sản phẩm bên em nhé. Đấy.
các bác không phải bỏ một đồng chi phí nào đâu. Đấy, nhà em bán hàng rất là uy tín rồi. Đấy, nên là các bác yên tâm, nhận hàng mà có trục trặc có lỗi gì thì các bác cứ phản hồi lại cho shop, bên em sẽ hỗ trợ nhé. Bên em sẽ có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ xử lý kịp thời cho các bác luôn. Đó. Chiếc bốt tóc ngày hôm nay mã số 12 nhá. Mã 12 em để cho các bác là 1.3 triệu. 1.3 triệu. Đấy. Lắp dây, bác nào chuyển khoản hết em bao ship nữa. Đấy. Tính ra là còn trả được bao nhiêu đâu các bác. Đấy. Về đồng hồ còn phải kiểm tra, còn phải đấy, test tủng cho các bác nữa. Đấy. Mức giá này thì các bác biết rồi. Nhà em bán nhiều khi là đấy, bán như vì niềm vui, vì niềm đam mê. Đó. Chứ thật ra để mà lãi lời các bác ạ. Đấy. Ít lắm, không được nhiều đâu. Nhiều các bác cứ nghĩ là em bên em lãi nhiều. Các bác mặc cả hẳn 500 1 triệu. Đấy. 500 1 triệu cái mức giá đấy gần sát đồng hồ luôn rồi các bác nhé. Còn không mua nổi. Còn gần sát cả cái giá của nó luôn đấy. Chốt cho em mã 12 nhá. Để cho các bác là 1.3 triệu. Tiếp theo em lên mã 13. Mã 13 ngày hôm nay là một chiếc nhẫn móng rồng. Đấy, chiếc nhẫn móng rồng kịch độc xốp. Đấy, các bác nhìn để chiêm ngưỡng cho em này. Cái chiếc nhẫn này các bác đeo lên tay này. Các bác đeo cái chiếc nhẫn này lên tay này, xong rồi đeo thêm cái mặt này lên tay nữa thì đấy, nó cũng gần gần như là nguyên bộ các bác. Đấy, nhẫn móng rồng, mặt thiết kế, mặt ruby rồng, bọc rồng. Đấy, toàn rồng các bác. Đấy, đẹp chưa. Đấy, cái viên đặc biệt là cái viên đá này của nó các bác nhé. Viên đá chủ này này. Đó, nó là ngọc bích các bác nhé. Ngọc bích. Đó, đá này là ngọc bích đấy các bác, ngọc bích của Nga, ngọc bích hàng của Nga, hàng thiên nhiên các bác nhé. Rồi, hai bên thân này điêu khắc hình móng rồng này, các họa tiết, các cái vân nổi lên, các bác nhìn nổi cố đẹp không? Đấy. Và bốn góc là cái bốn cái móng nó ôm lấy cái viên đá này. Đó, cái viên đá này là viên đá ngọc bích đến từ Nga. Đó, đặc biệt là cái mặt này thiết kế hình đầu rồng các bác nhé. Đấy, mặt hình đầu rồng chạm nổi cố đẹp. Điêu khắc 6666 này. Đấy, rất nhiều lộc các bạn. Đấy, cực kỳ nhiều lộc. Em nói sai nhá. Chiếc này size 20 các bạn. Đấy, size 20. Size 20 các bạn. Đấy, size 20. Đấy, các bạn đeo lên tay nhìn form nó nhìn trông khỏe không? Trông đẹp không? Đấy. Nhẫn mặt đầu rồng các bác nhá. Đấy, chất liệu ngọc bích Canada, móng rồng. Đấy, viên đá chủ, mặt đầu rồng. Đấy, các họa tiết. Đấy, điêu khắc rất nổi và nét các hình vân vẩy rồng này. Các bác nhìn này, móng này, móng thì sắc, vẩy thì nổi. Đấy. Nổi khối đẹp lắm, chất liệu bạc đúc nguyên khối các bác nhá. Bạc đúc nguyên khối. Đấy, siêu phẩm chiếc nhẫn trong phiên ngày hôm nay của shop bên em. Để cho các bác là 1.700.000 đồng nhá. 1.700.000 đồng chốt cho em mã số 13. Đấy. Mã 13 ngày hôm nay 1.700.000. Cho các bác chơi sưu tầm rất nhiều những món sản phẩm độc dị lạ. Đấy. Ngon bổ rẻ loanh quanh có 1-2-3 triệu thôi các bác. Nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Đó. Mà mình chơi những cái mẫu này nó lâu bền đấy các bác. Đấy. Chơi nó lâu, nó bền. Đấy. Nó đẹp. Nó phục vụ cho bản thân, cho con người của mình. Đấy, tội gì mình không đầu tư cho bản thân ạ. Cứ mỗi tháng các bác lĩnh lương đúng không? Các bác trích một vài phần cái quỹ lương của mình ra để ví dụ như mình có cái thú vui, thú chơi nào đó, đam mê thì mình thực hiện nó. Đấy, ví dụ các bác thích chơi cá thì mua cá, chơi chim mua chim. Đấy, thích trồng cây mua giống về. Đấy. Mỗi người có một đam mê sở thích, hoặc là các bác thích sưu tầm đồ cổ, đồng hồ, kính mắt, rồi trang sức, đấy. Đấy, giày dép, quần áo, đấy. Mỗi người một thú vui, một đam mê, thì nói chung là cuộc sống thì lại kiếm được tiền ngoài đấy. Ăn tiêu hưởng thụ ra thì còn phục vụ nhu cầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, phục vụ cho bản thân mình. Đó. Đây, em lên cho các bác một cái sản phẩm. Cái sản phẩm này thì rất là đa dụng các bác nhá. Để mình vừa làm vòng đeo cổ cũng được ạ. Thứ nhất là cái này của nó là cái hè của nó là cái vòng của hãng Charm nhá các bác nhá. Pandora này. Nó là hàng của hãng Pandora của nước ngoài. Đó. Đấy.
cái hãng này thì nó chuyên thiết kế ra vòng tay và vòng đeo cổ, người ta gọi là charm, vòng charm các bác nhé. Vòng charm là các cái mắt bi này, gọi là vòng charm. Đấy. Thì mỗi một cái mắt bi này nó có một cái ý nghĩa, nó có một cái ý nghĩa riêng. Đó. Nhưng mà mấy cái này thì em nhìn mà không biết đây là hình gì. Đây là hình con mèo. Có nhìn đây phải hình con mèo không? Mèo đúng không? Đây là chó đúng không? Đấy. Cái này các cái mắt này bằng bạc hết nhá các bác nhé, bằng bạc hết. Bạc hết các bạn. Đây là những viên đá, đây là chắc là cái túi này. Đó. Cái vòng này các bác nữ chơi nhá. Vòng này các bác nữ chơi. Đó, mình thích thì mình đeo tay cũng được, mình đeo tay thì mình sẽ quấn nhiều vòng lên các bác. Đấy. Các bác đeo tay thì mình sẽ quấn nhiều vòng lên như này. Hoặc là đeo cổ. Đấy. Em thấy là đeo cổ thì hợp lý hơn các bác. Hoặc là mình đeo tay cũng được. Mình đeo tay thì mình quấn nhiều vòng lên như này. Đấy. Mình đeo tay thì mình quấn nó như kiểu là quấn chuỗi tràng hạt ấy. Đấy, mình quấn 2-3 vòng trên tay nó nhiều vòng lên. Đó. Còn mình thích thì mình xài bỏ ra mình đeo cổ thì cái toàn bộ cái chỗ charm này nó là cái mặt dây luôn nhá, nó là cái mặt dây đeo cổ luôn. Đó. Đó. Đây là cái đầu móc. Đấy. Các bác bậy ra. Đấy, bậy cái này ra này. Đấy. Đấy. Cả cái dây này bằng bạc đúc hết các bác nhá. Chất liệu bằng bạc đúc hết. Đấy, dây thiết kế dây kiểu dây vân đấy, như kiểu là dây vân gì à? Đấy, gọi là vân run các bác, dây run. Đấy, các bác nhìn thấy. Đấy, dây như kiểu dây run nhưng mềm mịn lắm. Đó, cái hàng nói chung là cái món trang sức của ngoại các bác, họ làm rất là thiết kế tỉ mỉ, chỉnh chu. Đấy, cực kỳ tỉ mỉ và chỉnh chu luôn. Đó, đến từng đường nét họa tiết, đến từng chi tiết của chất liệu. Đấy, bao giờ độ hoàn thiện, độ hoàn mỹ cũng cao hơn nhá. Đấy, cho nên là vì sao mà hàng hãng nó bao giờ nó cũng sẽ đắt tiền hơn. Đó. Đấy, đấy. Các cái mặt này của nó là mặt đá này các bác này, mặt đá này, các hình bông hoa này, đấy. Các cái mắt bi này, chó này, mèo này, túi sách này, đấy. Thiết kế rất đẹp. Đấy, nói chung là cái bộ này thì các bác một là đeo cổ, hai là làm vòng đeo tay. Đấy. Mình thích sử dụng để làm gì thì tùy nhu cầu sử dụng của các bác nhé. Đấy. Đấy. Một chiếc vòng charm Pandora chính hãng. Đấy. Chất liệu bạc đúc nguyên khối, các mắt. Đấy. Mắt này bằng đá ngọc kết hợp với các cái mắt bi bằng bạc, đẹp lắm. Đấy. Đấy. Các bác nam nhà mình mua về tặng cho các bác nữ nhá, hoặc là các bác nữ mà xem video clip của bên em mà thích ấy. Đấy. Thì mình cũng có thể mua luôn, chốt luôn. Đó. Và đặc biệt thì nhà em thì lại bán hàng không ship code, các bác thông cảm ạ. Đó, mỗi một mẫu sản phẩm thì có một chiếc duy nhất, một sản phẩm duy nhất. Đó, cho nên là các bác muốn mua thì chuyển khoản hoặc đặt cọc cho shop nhá. Đó, các bác khách quen thì tin shop rồi thì có thể chuyển khoản hết cũng được. Còn các bác khách lạ mà chưa tin tưởng thì có thể cọc cho em bên em 20% giá trị sản phẩm em đi hàng nhá. Đó. Bộ dây chuyền ngày hôm nay em mang số 14 ạ. Em để là 2 triệu các bác nhá, 2 triệu. Đấy. Riêng mà các bác nhá, hàng của hãng ấy, các bác cứ ra hỏi mà xem ạ, một cái mắt bi này không này. Đó, 500.000. 500.000 một cái mắt bi này các bác nhá. Đấy. Các bác cứ thử ra hãng Pandora, các bác đi hỏi xem hoặc check trên mạng ạ. Cứ mỗi một cái mắt bi vòng charm này, vòng bạc đúc này là họ bán là 500.000. Đấy. Riêng cả một bộ cái bộ vòng này các bác nhá, càng nhiều charm. Đó, càng nhiều các cái mắt charm này thì càng đắt. Đấy. Các bác cứ không tin thì lên hãng các bác search thử xem là sẽ biết mà. Đấy. Em bán hàng thì bao giờ cũng sẽ mô tả rất là kỹ sản phẩm cũng như là căn cứ vào đấy, những cái số liệu mà người ta bán ấy, để mình đưa ra mức giá cân đối để mình mua và mình bán cho khách. Đó. Thì bao giờ giá ở ngoài thị trường nhà em bán đồ cũ ấy, thì gọi là giá chợ đen nha các bác nhé. Đấy. Gọi là sản phẩm này là giá chợ đen đi. Đấy. Thì rẻ hơn được rất là nhiều so với các bác vào tiệm, ngoài tiệm, ngoài hãng mua. Đấy. Vì ngoài kia người ta mất tiền mặt bằng, thuê cửa hàng, rồi tiền quảng cáo, rồi tiền nhân viên, rồi rất nhiều tiền khác, cho nên họ phải bán đắt. Đó. Còn đồ cũ nhà em thì gọi là giá chợ đen. Đấy, cho các bác dễ hiểu. Chốt cho em bộ này mã 14 là 2 triệu các bác nhé. 2 triệu mã 14. Tiếp theo em lên mã 15. Mã 15 ngày hôm nay là một chiếc kính lửa vầng trăng. Hôm nọ về một chiếc các bác chốt nhanh quá đúng không? Hôm nay em về chiếc thứ hai nhá. Đấy, chiếc này thì mình đeo sử dụng để ví dụ nhìn một nửa chẳng hạn, các bác mà bị viễn ấy, các bác muốn nhìn xa hoặc là muốn nhìn gần để đọc báo. Đó, mình đeo chiếc kính này. Đó. Lửa vầng trăng
thì một lửa trên thì mình có thể nhìn bao quát ở xa, và lửa dưới mình chú xuống mình đọc báo. Đấy, nó thiết kế nó đơn giản vậy thôi các bác. Đấy, gọi là lửa vầng trăng nhá. Đấy, ngang kính là 125 ạ. Ngang kính là 125. Đấy, chiếc này đặc biệt của nó là gọng, là gọng càng chun. Gọng càng chun thì đấy, bao giờ cái phiên bản gọng càng chun thì đeo lên thì đấy, nó ôm vào tai các bác nhá. Đấy, cái gọng, cái móc này là móc vào tai này đấy. Nó rất là chắc chắn, nó rất là bền. Đấy, giữ được cái kính nó không bị lỏng lẻo, đeo nó chặt. Đấy, nó ôm sát vào khuôn mặt. Đó, cầu mũi tì vào đây, đấy, sống mũi đây, cầu đây. Đấy, chiếc này là thương hiệu của nó là thương hiệu Anga các bác này. Thấy chưa? Anga bọc vàng 12K nha các bác nhá. 12KT Gold Fuel này, thấy chưa? Chuyện trên cầu, chuyện cả hai bên này luôn này. Đấy. Đấy, Anga bọc vàng 12KT Gold Fuel. Đấy, made in England, đấy, của Anh. Đấy, cây lửa vầng trăng ngày hôm nay em để tri ân 800 các bác nhá. Đấy, một cây kính cổ bọc vàng, hàng xưa, zin nguyên bản, mắt chắc chắn là mắt, là mắt độ rồi. Em cũng không đeo thật sự luôn, là em mua về cũng không thể đeo được các bạn. Đấy, vì mắt em không thể nào đeo được với những cái chiếc kính này. Khả năng của nó là mắt này là mắt lão rồi, mắt lão các bác nhé. Đấy, không rõ số độ đâu. Đấy, về các bác mà đeo vừa thì mình có thể đeo luôn, hoặc là mình đi cắt mắt khác. Đó, quan trọng nhất là cái gọng này. Đấy, để cho các bác vào 800 thôi nhá, 800, giá tốt đấy. Đấy, các bác đi mua chỗ khác thì toàn hơn 1 triệu thôi, không có cái mức giá đấy đâu. Nhà em thỉnh thoảng tri ân cho các bác một vài sản phẩm để giao lưu vui, để các bác ủng hộ bên em. Các bác ủng hộ cả năm, cả đấy, cả tháng, cả năm rồi đúng không? Đó. Đấy, thỉnh thoảng tri ân cho các bác một vài mẫu để đấy, giao lưu lâu lâu. Ví dụ như các bác nhiều quá rồi, các bác mua em nhiều quá rồi. Đó. Không biết mua gì nữa thì một vài cái sản phẩm rẻ rẻ mà hữu ích công dụng thì mình ủng hộ shop. Tiếp theo một cây kính nữa các bác nhá, cây kính mã 16 ạ. Mã 16 hôm nay em lên cây Amor. Đấy, cây Amor này, cây Amor mắt treo các bác, size là 135. Amor mắt treo size 135 nhá. Đấy. Chuyện trên cầu các bác, kính cổ bọc vàng. Đấy, bao giờ nó cũng có những cái chuyện mộc ở trên cầu. Amor này. Amor này các bác. Đấy. Chuyện hai bên gọng luôn. Đấy. Đặc biệt là cái phiên bản này của nó là chuôi bi các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy cái chuôi này. Đấy, nó có cái hạt hạt như kiểu hạt bi ấy, gọi là chuôi bi. Đấy. Hiếm đấy, hiếm có những cái bản nào mà có chuôi bi đấy các bác. Đấy, các bác nhìn em từ cái gọng nhá. Từ gọng kính này. Đấy, rất đều. Còn như là ít, không bong chóc, không xước sát. Hàng em còn như là toàn hàng tuyển này các bác. Hàng tuyển chọn lọc nên đâm ra hình thức còn rất là ok các bác nhé. Đó. Còn các bác chơi đồ cũ mà đòi mới tinh thì em khẳng định là không có đâu. Đấy. Không có cái shop là bán đồ cũ mà khẳng định đồ tôi mới tinh được đâu các bác. Đấy. Đấy. Trừ khi là người ta mua ở trong tiệm mới tinh rồi người ta ra người ta bán thôi. Chẳng có đồ cũ là mới tinh cả, toàn những chiếc đồng hồ, những chiếc kính mấy chục năm rồi, hàng xưa. Đấy, mà hình thức còn đẹp như thế này. Đó. Em khuyên các bác là chơi đồ cũ thì mình đừng nên kỹ tính quá. Nếu mình kỹ tính quá thì mình không chơi được đồ cũ đâu. Đó. Đừng có để đánh giá vào những cái lỗ nhỏ của nó, những xước sát để mình đánh giá toàn diện một cái sản phẩm ạ. Đó. Trước Amor ngày hôm nay các bác nhá. Đấy, mắt treo, mắt. Đấy, phiên bản mắt treo, mắt của nó mắt màu lâu trà, mắt dâm này. Đó, đeo ra đường mà gặp quả trời nắng, trời chói chang, đeo vào thì dịu nhẹ hết lớp luôn các bác. Đi đường đấy, không cảm giác gì luôn nhá. Đấy. Đặc biệt là những cái phiên bản Amor bao giờ thiết kế của nó cũng gọng rất là đấy, chủ thanh mảnh, đấy, gọng tăm thanh mảnh, nhẹ đeo nhẹ nhàng. Đấy. Mã 16 cho phiên ngày hôm nay nhá. Chốt cho em chiếc kính Amor để cho các bác là 2,4 triệu. Bản này bản size to các bác. Bản này là size của nó là size 135 nhá, bản to. Đấy, đẹp, mới. Cho em mã 16 nhá. Khép lại phim video clip của shop ngày hôm nay với 16 mẫu sản phẩm đồng hồ trang sức, kính mắt, vòng tay, mặt dây chuyền, nhẫn, thắt lưng,
rất nhiều với những sản phẩm độc đáo và giá trị trong phiên ngày hôm nay. Thì rất vui và hân hạnh được các bác quan tâm, giao lưu và ủng hộ shop. Một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Xin cũng luôn luôn là chúc các bác được nhiều may mắn, được sức khỏe, may mắn, gia đình hạnh phúc, bình an, và có thời gian để theo dõi và ủng hộ em trên con đường chơi và giao lưu đam mê đồ nhá. Đó. Còn bây giờ thì em xin phép là dừng video clip tại đây và hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.